Hôm trước là ta đã demo đến phần đây, read on rồi nè, create rồi nè nhá. Đấy. À bữa trước bạn bạn Dương bạn nói là cái return này nè, thì cô thay cái return này nè. Đấy, return luôn cái này cũng được các bạn nhá. Cái này là biểu thức logic nè. Bạn return cái này luôn cũng được này. Đấy, return cái này cũng được, cái chỗ này các bạn bỏ đi. Thế nó bỏ được mấy dòng đúng không? Thì thực ra nó giống nhau. Đấy, nó bỏ được mấy dòng. Cái này nó trả về biểu thức. Nếu row mà lớn không thì nó trả về true. Còn nếu row mà nhỏ hơn không thì nó trả về false. Đúng vậy ha. Ok, nó viết ngắn hơn. Đó. Rồi bây giờ ở đây cô sẽ demo các bạn nè. Muốn sửa thì các bạn phải click vào cái button sửa và click button xóa để xóa. Các bạn không có nhấn dấu cộng này để sửa và xóa. Bởi vì nếu nhấn dấu cộng thì tôi không biết tôi sửa dòng nào và tôi xóa dòng nào. Cho nên muốn sửa dòng nào tôi phải click vào dòng đó. Được chưa? Ok. Thì bây giờ các bạn nhìn nhá, tôi phải trong cái button này nè. Ơi. Sai. Đấy, cô phải click cái này. Cô phải click vào tần sửa nhá. Click vào đây. Mà các bạn thấy cái giao diện này nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở trong adapter, đúng rồi. Nó nằm trong adapter. Cho nên sửa code ta phải sửa vào trong adapter. Đấy, muốn click chuột ta phải click vào adapter. Đấy, ta vào lớp học adapter. Bạn nhìn nhá. Thì cái button sửa nó nằm đâu? Button edit đây. Đúng chưa? Ok, thì bây giờ cô có thể gõ là như này, button edit đâu holder chấm, ủa button có chưa? À, nó là image view à? Ok, chấm image view edit chấm on set on click. Đấy, cái này là new on click listener. Được chưa? Ok. Đấy, các bạn phải, tức là các bạn dùng cái button ở trong cái adapter nha. Tại vì cái này nó nằm ở trong adapter. Đấy, cái này nằm trong adapter. Đấy, on click vào cái anh này, cái hình đó. Được chưa? On click vào hình này. Sau này các bạn xử lý code ở đây thôi. Các bạn muốn mở ra một cái một cái activity thì các bạn như thế này, các bạn có cái lớp học insert đây nè thì nó giống, nhưng mà nếu các bạn mà viết chung vào đây thì nó sẽ rối, cho nên là các bạn tạo cái mới đi ha. Các bạn tạo cái mới đi, đừng viết theo trong cái này nữa. Đấy, cái, mặc dù giao diện nó giống nhau đúng không ạ? Đấy, tạo cái mới đi ha. Tôi sẽ tạo một cái activity, new một cái activity, empty, các bạn đặt tên là lớp edit. Cái giao diện các bạn có thể copy Canon A, Canon C. Đấy, cái này là lớp edit. Đó, cái này nè, cái mã lớp này các bạn, cô khuyến cáo các bạn là không nên sửa cái mã lớp, mà chỉ sửa gì ạ? Chỉ sửa tên lớp thôi. Bởi vì sau này cái mã lớp nó tham chiếu tới cái bảng, bảng gì ạ? Bảng sinh viên. Mà sửa mã lớp nó ảnh hưởng đến cái record ở bên cái bảng sinh viên. Cho nên mã lớp các bạn có thể show ra, nhưng các bạn để nó là read only đi ha. Chỉ đọc thôi, hoặc là mờ nó đi đúng không ạ? Read only disable, là mờ nó đi là disable, enable bằng phone, được chưa? Nó sẽ mờ đi, được chưa?
Đấy, các bạn để mã lớp, các bạn để thêm chữ edit, các bạn để khỏi bị trùng với cái kia. Đúng không ạ? Đây, như tên lớp các bạn để thêm có cái edit để khỏi trùng. Đấy, insert cái này là để edit. À, edit. Ok. Các bạn để update đi. Lỡ để edit rồi. Đúng không? Lỡ để edit rồi để luôn. Các bạn đặt gì cũng được. Ok chưa? Bây giờ cô sẽ click chuột vào cái anh này. Nó sẽ nhảy ra lớp Edit Activity. Đó, đây Avatar này. Cô sẽ tạo cái intent. Ôi, intent. Y sẽ gắn bằng new intent. Cái này của ta là lớp học Avatar. À, chấm dit. À khoan, không được. Adapter đâu phải, đâu có đâu. Nó là context đúng không các bạn? Đúng không? Context nè. Cái context này các bạn đưa vào context nè. Nhầm à. Vậy các bạn nhảy tới cái trang kia là trang lớp học edit. Lớp edit activity.class. Rồi các bạn start activity. Start activity ở trong này á thì các bạn lưu ý cho cô là bản thân anh này các bạn phải ép kiểu anh này thành activity. Xong context. Xong này các bạn chấm start activity. Giữ intent vào. Khoan coi được lỗi gì nha, chờ nha. Khoan của để hai cái dấu móc vào đây. Start activity trong này. Rồi chạy thử nha các bạn coi nha. Nó nhảy ra chưa ha? Cô đang dùng cho cái edit. Rồi cô bấm cái này nè, click chuột nè, nó nhảy sang chưa? Sang rồi đúng không? Rồi bây giờ vấn đề là khi nhảy sang rồi á, các bạn bắt buộc các bạn phải để nè, fill cái dữ liệu vào đây, fill mã và fill tên của cái này vào đây, hiểu không ạ? Fill vào mã và fill tên vào đây, ok, fill mã và fill tên vào đây. Thì bây giờ ta có lấy được mã và tên không các bạn? À, tại vị trí này nè, tôi lấy được mã và tên không? Được chứ, đúng không? Ở đây tôi lấy theo cái position nè. Được chưa? Đấy, tôi lấy theo position này các bạn. Dữ liệu này. Đấy, data.get position nè. Đây, cô sẽ đặt một cái biến nè. Lớp học nè. Lớp nè, sẽ gắn bằng data.get position. Được chưa? Đúng không? Ok. Hoặc là các bạn để trong này cũng được, để ngoài cũng được. Tổng này là các bạn sẽ lấy được cái dữ liệu tại một cái vị trí hiện thời đúng không ạ? Tại vị trí hiện thời. Tôi view được sao tôi lấy được như vậy đúng không? Rồi bây giờ nè, tôi phải làm sao khi tôi click chuột thì tôi sẽ nhảy sang anh này. À, tôi phải truyền được cái dữ liệu của anh này đi sang bên kia. Mà truyền dữ liệu thì các bạn nhớ nè, hôm trước là cô đã dạy các bạn cách truyền, tức là truyền bằng cái bundle đúng không? Bây giờ cô chỉ cho các bạn cách truyền, tức là cô còn truyền luôn cả object đi, truyền luôn cả cái lớp này đi, đúng không? Thì ta sẽ có là intent.put extra, nó có một cái extra này rất là hay nè, là serializable nè, là nó sẽ gửi đi toàn bộ cái object đi luôn. Cái serializable tức là tuần tử hóa, tức là nó sẽ gửi, tức là object thì nó nhiều thành phần, có thể kiểu in, kiểu float, rồi kiểu string, kiểu lúc tung ở trống. Thì tôi có thể chuyển cả cái object này đi. Thì khi chuyển tôi phải chuyển ở dạng là serializable. Ở đây tôi đặt tên là lớp học. Ở đây tôi để là cái lớp. Thì đương nhiên cái này nó lỗi. Nó lỗi. Bởi vì sao nó lỗi?
À, bởi vì cái này nó là gì đấy ạ? À, bởi vì anh này anh là để ở ngoài này. Cái này gọi là sắp sắp class các bạn này, nó ở trong, tức là nó liên quan đến cái phạm vi của biến. Nếu để như này á, các bạn sẽ lỗi ngay. Thì có hai cách, một là tôi sẽ làm như này nó sẽ dễ nè, tôi xử lý chỗ này các bạn nè, tôi không để cái chữ lớp mà tôi phải ghép luôn anh position này vào, thì đương nhiên ông position này ông sẽ bị lỗi, được chưa? Ông position lỗi, thì ông position này các bạn chỉ cần để cái final ở đây là hết lỗi. Rồi lấy lỗi khác. Rồi cái này là nó không lớp học, ok lỗi. Bây giờ nào, cái này á, cái lớp học này làm sao tôi gửi đi được đây? Ở đây cái model này các bạn nè, thêm một bước nữa nè, cái này thực ra chất là học ở trong Java 2 rồi, các bạn ghi file đọc file trên Java 2 rồi. Ở đây các bạn phải implement, anh này các bạn phải implement serializable. Cái này thực chất bạn nào mà nhớ lại môn Java 2 ấy, ủa các bạn đang học đúng không? Đúng không? Quên rồi, lại nghĩ thế hôm nay. Các bạn mà học Java 2 ấy, các bạn đã học ghi file, đọc file chưa? Write file, read file, write file mà ghi cả một cái object lên file ấy, thì có phải implement cái này không? Có không? Có, ông đang quên rồi. Rồi ta quay lại lớp học adapter này, hết lỗi chưa? Hết lỗi chưa? Hết lỗi chưa? Hết lỗi đúng không? Rồi. Bây giờ mình gửi dữ liệu bên này sang thì bên này cô làm gì ạ? À, trên cái lớp học edit này là tôi được ghét nó thôi. Tức là lớp học lớp sẽ gắn bằng get intent đó, chấm get cái gửi là serializable, thì bên này tôi lấy cũng phải serializable. Get đây. À, đâu đâu có serializable tôi đâu, tôi vừa nhìn thấy mà. Get get serialize đây, extra này. Đấy, bên kia gửi serializable thì bên này phải get serializable. Và cái này tôi đặt lớp học thì bên này tôi cũng lấy lớp học. Bên này nè, cô đặt lớp học là key này, đúng không? Bên này tôi lấy, tôi phải lấy theo lớp học. Rồi nếu mà ok nữa thì các bạn ép kiểu thành lớp lớp học, ép kiểu nó lại, đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ lấy ra từng cái một thôi. Tôi sẽ có là edit text nè, edit mã, edit tên, rồi cũng file view by đi, edit mã bằng file view r.id.txt mã lớp edit. Đó, copy anh này. Cái này là tên, cái này là tên lớp edit. Rồi các bạn chỉ cần lấy gì đấy ạ? Edit text mã chấm set text. Cái này là lớp chấm get mã lớp. Và edit text tên chấm set text. Cái này là lớp chấm get tên lớp. Xong. Trở lại nha. Trở lại nha các bạn. Đấy, tôi gửi dữ liệu sang, gửi dữ liệu sang, tôi gửi luôn cả cái object. Mà khi gửi object á, thì cái model các bạn cần lưu ý nè, cần phải implement serializable. Cái này là đúng cái Java 2 các bạn đang học là ghi file, đọc file luôn, đúng không ạ? Đấy. Rồi chạy thử nhá. Chạy rồi. Rồi ok, edit nè. Đúng chưa? Cái này bị mờ đi đúng không? Rồi quay qua cái anh nào 11 hả? Đây. 15201 nhá. Có đúng 15201 không? Đúng chưa? Thế vậy thôi. Đấy, 15.3 UD ứng dụng phần mềm nha. Được chưa? Ứng dụng phần mềm ok chưa? Vậy thôi. Bây giờ mình sửa cái này, mình cập nhật lại là xong. Đúng không? Đã xong rồi.
Đấy thế thôi. Rồi, thì bây giờ mình sửa nhá. Sửa thì sửa đương nhiên là sẽ sửa được lớp edit rồi. Đâu ngủ rồi. Ngủ đại. Rồi, bây giờ tao phải làm việc button đúng không? Button. Button. Button edit ha. Rồi ta cũng file view by đi. Button edit bằng file view by đi. Tức là dùng anh nào ta tham chiếu anh đấy thôi. Button edit lớp ha. Rồi bây giờ ta set on click nào. Khi tôi sửa xong tôi on click ha. Cái này là button edit chấm cũng set on click listener, new on click listener. Đấy, bây giờ các bạn sẽ lấy anh này. Tức là sửa rồi vẫn phải lấy lại, chứ cái mã này không cần. Tại vì cái mã này là nó không được sửa mà, cho nên không cần lấy. Cho tôi chỉ get anh này thôi. String, à thì get luôn là hai âm cũng được, không chỉ cần get một âm thôi. String mã, à tên lớp sẽ gán bằng edit text tên chấm get text chấm toString. Được chưa? Bây giờ tôi truyền vào cái lớp học. Không sửa mã thì tôi chỉ cần truyền vào cái tên thôi. Và nói tên thôi. Thì bây giờ tôi viết một cái DAO ha các bạn. Đây update nè. À, giống như bạn khi nãy bạn sửa đúng không? Bạn truyền cái tên đúng không? String tên đúng không? Tên lớp. Đúng không Thắng? Thắng cái này là truyền cả mã cả tên. Bây giờ cô truyền mỗi tên thôi. Được chưa? Đấy. Thì ta cũng database thôi, get rival cũng content value cũng copy luôn, phải sửa đúng không các bạn, cũng value chấm put, và đây các bạn put cái tên lớp thôi, không put tên mã lớp nữa, đúng chưa, phải lớp chấm à không tên lớp. Rồi ta sẽ có là integer row gắn bằng db chấm update. Nó sẽ trả về số dòng nó cập nhật được. Tại vì nó không chỉ cập nhật một dòng, có thể hai dòng, ba dòng. Cho nên là nếu không cập nhật được, tức là nó sẽ trả về nhón bằng không. Đúng không? Đây giống cái bài toán ở trên đúng không? Rồi à, cái này bảng. Bảng đi bảng lớp à. Đấy. À cái này không thể, không chỉ có truyền tên, truyền cả mã các bạn ạ. Truyền cả mã tại vì nó có điều kiện này. Tức là mình update cho cái ID nào. Bây giờ phải biết ID chứ đúng không? À đấy, phải biết là cái ID nào. Thì ở đây tôi để một cái string là mã. Đúng chưa? Rồi bây giờ điều kiện nào. Cái điều kiện này nè. Thì sau cái điều kiện này, sau tên lớp nó sẽ là đến cái content value. Content value thì ta để là cái value. Đúng không? Phải. Nó sẽ đến cái gì ạ? Đây coi đủ số của nó nào. Đến cái que, mình đi que này các bạn. Đâu nhỉ? Đây. Mình đi que. Que thì ta làm chuỗi nha. Ta làm một cái chuỗi là que cái gì ạ? Que cái mã lớp đúng không? Mã lớp bằng chấm hỏi đúng không? Ok. Phải. Cái điều kiện nhá. Cái điều kiện sau này string này các bạn này có một dấu móc vuông này. Tức là nó phải là mảng. Nó phải là mảng, một phân tử nó không chịu. Một phân tử cũng phải nhét vào mảng, mảng một phân tử. Thì trong cái chỗ này các bạn để cho con là new string. Rồi các bạn mới để là dấu móc nhọn. Móc vuông. Móc vuông trước. Ồ thế tôi nhầm, móc vuông trước. Xong mới đến móc nhọn. Đấy, sau đến cái giá trị của nó, tôi để cái mã vào đây. Hiểu không? Đây nè, tôi new một cái mảng mới và tôi truyền cái phần tử đấy vào mảng. Ok chưa? Hiểu không? Hiểu không con? Đấy, nếu mà hai điều kiện, đây là một cái điều kiện thôi. Nếu hai điều kiện các bạn phải ở đây. Hiểu không? Đấy, cái này có một cái điều kiện thôi, hai điều kiện là mã lớp rồi bằng chấm hỏi rồi end cái gì đó nữa. Được không? Đấy, mình đều qua. Value lớp xong. Và tôi cũng return row lớn hơn không. Và cái này các bạn để cho cô là boolean. Được chưa? Ok, bây giờ các bạn cập nhật nè. Đây, string mã nè.
án bằng edit text tên mã chấm get text chấm toString. Rồi bây giờ các bạn kiểm tra nào, bây giờ tôi copy cái này nha. Lớp học insert đâu rồi, lớp insert cô phải gõ lại mất công nè. Đây cô copy cái này luôn các bạn nhé, được chưa, copy luôn insert ít chóc vậy mà edit cũng vậy. À ok, bây giờ ta thiếu cái anh đào, đào ta phải khai báo cái anh đào, bữa trước cái này làm rồi, lớp đào đúng không. Ok xong các bạn có là đào gắn bằng new lớp đào, à cái context ở đây là lớp edit activity chấm edit xong chưa. Rồi down nè, lớp cái này không có thông truyền lớp mà tôi truyền mã và tên. Đúng không? À cái này là lớp edit activity. Ok. Cái này hàm ta là hàm update. Được chưa? Down nè, ta gọi hàm update, ta truyền mã và truyền tên vào. Cái down của tôi đâu rồi? Đây, truyền mã và truyền tên vào. Nếu mà nó thành công, nếu nó chu thì báo là thành công, nếu mà nó không chu thì báo là vô, được chưa, fail. À ok, thì lại nha. Xóa làm tương tự nhé các bạn. Xóa làm tương tự đúng không, biết cách làm rồi đúng không. Ok đó, ok rồi. Rồi bây giờ sửa nào, tôi sửa cái này nha. À, tôi sửa thành 1111 cho các bạn dễ hình dung nè. Rồi edit nè. 111 chưa? Thành công chưa? Chưa. Đó, xóa làm tương tự. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 edit. Ok chưa? Đấy. Về coi lại kỹ nha, tại vì có một số cái điểm mấu chốt các bạn phải đổi. Nhất là trong cái adapter này nè, các bạn phải đổi cái này nè, cái position này bằng thành final nhá, phải đổi thành final, nó sẽ không bị lỗi. Đấy, tôi gọi position ở vị trí này, ok chưa, được chưa, rất dễ đúng không. Rồi ok, ngoài cái ý nghĩa của nó là hằng số, là không được đổi cái giá trị này, tức là em không thể gán position bằng 5 nữa, gán nó lỗi ngay, tại vì nó là final. Giả sử ở đây em gán cái position, em gán lại bằng 5 đó, thì nó không có cho, bởi vì anh này của anh là anh đã hằng số này, không thể gán nữa, anh chỉ nhận giá trị ban đầu của nó thôi, hiểu không ạ. Đó, đó là ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa quan trọng hơn, tại sao tôi phải đổi cái position này thành final, đúng rồi, bởi vì anh này là anh sub class, class con, tức là trong này nó là một cái class các bạn này, bởi vì các bạn nhìn thấy nhá. Ờ thì cái subclass á, muốn dùng cái biến của cái ngoài á, thì cái biến đấy phải để đổi final. Đấy. Đấy phải đổi final. Nhưng một số tình huống các bạn đổi final á thì nó sẽ không gán giá trị được. Thì các bạn có một cách khác để xử lý việc này là các bạn đưa cái biến đấy thành biến toàn cục. Hiểu không? Ví dụ nhá, ví dụ như này nè. Cái lớp cô sẽ lấy demo một chút nha. Ví dụ cô để cái này là lớp học. Lớp học. Lớp gán bằng new lớp học đó, abc gì đó là ok đúng không. Nhưng ở đây tôi gán cái này thành cái lớp là lỗi, hiểu không? Nhưng mà tôi bây giờ không muốn anh này là final, đồng ý không ạ. Tôi sẽ vô anh này, tôi đưa ra ngoài, ở đây tôi xóa anh này đi. Tôi khai báo ngoài cùng thì nó hiểu. Tức là nó sẽ hiểu được cái biến class ngoài cùng, cái biến ngoài cùng. Hiểu không ạ? Đấy. Ctrl Z lại nhá.